Bắt đầu trượt thử xem nào. Bắt đầu xanh ơi. Bắt đầu thử xem nào. Wow. Đó. Bạn này dũng cảm quá nhỉ. Lại còn lắc mông nữa chứ. Đấy, tao mình ngồi, mình ngồi. Mình ngồi trước, người ta đéo mình lái, mình bắt tao ngồi trước. Wow. Để cả tao sợ ông bay ở ngoài đây. Bay ở ngoài. Hai con, đi ở đây. Bước trượt thì mình dựa, nếu con gái là dựa dẻ vào cái đồ. Ôi giời. Ú. Đây múa này, đây múa này. Mạo hiểm quá, mạo hiểm quá. Anh em kia có trượt đây là chơi vui á. Cố lên. Ô. Đẹp quá. Xuống đây, xuống đây. Chuyện đi ông ơi. Chuyện đi. Hả lên, hả lên, hả lên, hả lên, hả lên. Anh em về đi. Chào các bạn đi. Nay ba con mình đi đâu nhà? Wow, các bạn ơi, hôm nay hai ba con quay hết đồng quan đấy, cách đây khoảng gần một năm rồi. Này Thắng có nhiều cái mới nha. Vâng. Này có thêm cái trụ này mới này. Tí nữa chúng ta đi trượt nha. Vâng. Rồi. Tập con mấy cái bậc kia mà. Rồi, giờ chúng ta cùng khám phá nha. Rồi đi lên con. Tiếp tục nào. Con đi lên đi. Dơ đi. Wow. À. Trời, ở đây nhìn cao thế nhỉ. Đi tiếp đi con. Người ta ngồi trên đây luôn đi cho nó tiện. Em tưởng mua là không có đồ bán trên đây. Đồ ăn á. À? Đây này vẫn có bình thường mà. Đấy đó. Đi cẩn thận nha. À. À. Ôi thác đẹp này. Đi tiếp đây con. Đi tiếp nào. Ô trời, chị nhìn đây ngồi thích nhờ. Không lo trượt xuống à. Em có trượt xuống được không em ơi? Trượt được không? Ngồi đó không sợ à? Ngồi đó không sợ à? Giỏi nhờ. Nó lại ta lên tiếp nào. Ô đây thích nhờ. Cô đưa cho cháu xem loại nào nào. Lấy ra đi cho cháu. Lấy Nuti cũng được. Nuti hay là Coca? Đúng Nuti này không? À rồi, xin cô đi. Bây giờ bạn đi, chào các bạn đi. Chào con đi xuống rồi đi trượt nhá. Này bán rất là sợ các bạn ạ. À, con xuống đi. Cháu ngã đấy. À đây đây anh. Chú Tám với bạn gái này, bạn nữ này nhá. Uống nước nhấn mát. Trượt xuống đi. Mũi tóc này là ngứa tóc con ơi. Thánh Hiền ơi. Mũi tóc là ngứa tóc. Con đem mũi tóc à? Đó là ngứa tóc làm ra. Ngồi trên cò rồi. Ngồi trên. Thấy giờ đây. Thấy giờ đây. Đi đây. Wow.
Được 3, được 2 đây. Anh người à. Anh Việt ơi. Anh Việt ơi. Nào đi con đây ba nào. Sợ cầm nhánh nước lên. Bạn Việt bạn sợ bạn chưa dám trượt các bạn ạ. Nay đi con đi xem người ta khác trượt thôi chứ còn bạn sợ lắm. Bây giờ bạn mới tầm quen này. Rồi bây giờ con lên chỗ đây con trượt ngắn ngắn đi. Cẩn thận nhá. Đi mắm đầu mắm chân lại. Giờ đoạn ngắn này này ngồi lên đây tuột xuống rồi này, không cần sao. Mình cứ chơi từ từ cho nó quen dần đi. Đó. Các bạn bên kia các bạn có sợ đâu. Các anh lớn có nhiều các em nhỏ đó. Hôm nay là ba con đi cái thác ở Đồng Quan các bạn ạ. Đồng Quan của huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa. Và cái thác này cũng rất chỉ là mát. Ngoài trời hôm nay là 40 độ nhưng mà trong đây nhiệt độ rất chỉ là thấp. Hay không? Đẩy lên bờ của con ấy cứ hào lên sướng lắm. À thế à? Thế con cho con chơi đi. Đây lại đây này, lại bật bật cái này. Đấy. Ngồi đây chơi đi. Bà Tây Huyền bạn mới tìm được người bạn, bạn là tâm sự bạn ạ. Này, anh Huyền ơi. Thông tám à? Tâm sự với bạn mới à? Bạn rất sợ trượt và bạn chỉ thích ngồi nước thôi các bạn ạ. Và bạn nó mới bắt làm quen với được một người bạn học lớp là chị nhà lớp 4 còn học lớp 2 mà. Chị học lớp 4 rồi à? Chị làm chị chứ. Con tắm đi. Không dám trượt à con? Đây là thác phía trên, cháu nữa tay xuống thác dưới con nhá. Ra đây. Bạn Huyền trượt đấy các bạn ơi. Bạn Huyền bạn đang sợ, bạn chưa lấy lại được cái cảm giác sợ của đợt trước là bạn bị ngạt nước. Bạn Huyền trượt đây. Trượt mạnh sao? Wow. Trượt thì mãi thế, trượt lại đi. À, bạn Điền trượt đi. Này bác anh ngồi xuống. Chậm chậm con gãi nhá. Wow. Bạn Huyền bạn từ thác bạn mệt quá các bạn ơi, giờ bạn uống nước. Bây giờ bạn đi xuống thác dưới nhá. Wow, nhìn cái thác chưa? Đẹp quá. Đó, đẹp chưa? Ở dưới chân đi. Chờ ba với. Con đi nhanh thế. Thật có ngã đấy. Chờ lắm đấy. Rồi đi đi. Còn đá với nước không? Ra đi xuống cho bể bơi chứ, hay đi dừng đây. Xuống bể bơi nha. Ở đây cũng có trò chơi kìa. À có mà mới lắm. Chú có Facebook không? Có. Hàng đông. Hàng đông đúng không? Có lên đây trượt đây không?
Đây là hai cái máng bơi để cho máng chúng ta trượt. Bạn nào trượt không? Các bạn nước trên nước nước trên kia cạn thế, trượt ở đâu không? Nước kia đấy, kia thấp mà. Bạn nào trượt thử xem nào, bạn nào say ơi, bạn trượt thử xem nào. Wow. Đó. Bạn này dũng cảm quá nhỉ, lại còn lắc mông nữa chứ. Đấy, 8 mình ngồi, mình ngồi chứ. Mình ngồi trước, người ta đéo lái, mình bắt ra ngồi trước. Wow. Thì cả sợ mày ngoài đây. Mày ngoài. Hai con, đi ở đây. Bước trượt thì mình dựa thêm con gái, dựa nhẹ. Bạn vẫn sợ trượt các bạn ạ. Bây giờ bạn muốn đi bơi thôi. Bây giờ hai bà con chúng chỉ bể bơi để bơi nhá. Đi đi đi. Ai đừng ngồi sao ạ? Trượt ra nào, trượt hai ra nào, xuống nào, xuống đi. À không xuống. Con nhỏ này giỏi quá nhờ. Ủa. Hả? Xuống cái hai người được mà. Tí nữa là lại ta chơi đục quay nhá. Rồi xuống đây nào. Chúng ta với thầy. Ngồi xuống tớ với tay dưới à. Đi đâu? Xuống hẳn luôn đi, thả hẳn xuống luôn. Thả xuống luôn. Rồi. Được chưa? Các bạn đi. Bạn bơi đi. Nằm xuống bơi đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống.
Ôi, anh Việt ơi. Đây, trở về thôi. Đám nhiều lắm rồi. Tập bơi ra nhỉ. Lên đi. Để ta đi lên nhà hơi nhá. Đá phao lên nhà hơi chưa? Đi ra kia đá phao. Đi giáp à? Đi. Bóp lại. Rồi. Rồi tới ra. Ta đi đá nhá. Con đi đá. Vô đi. Số này con. Hai bố con à? À, vâng, hai bố con. Chào bác Thủy đi con. Chứ là mẹ ăn đi quê à? Mẹ ăn về đây rồi chứ, nhưng mà chăm bằng cu. Báo này đi luôn mà hắn ngại đi, con đang nhỏ quá. Còn con ra trò nào, con ra đi. Là này nhà. Con vào chơi không? À, con vào đi, vào trò nào, con vào đi. Wow, toán sư tử à? Hôm nay này, hôm nay này. Để sao mà sang tàu điện nhá. Ờ rồi. Đó đi rồi đó. Rồi lên tàu đi con, lên tàu đây này, ngồi đằng đầu này, ngồi đầu với bạn này, ngồi sau làm gì? À còn là. À hôm nay hai bố con ta đi đâu nhỉ? À đã thông quan thì bạn Hiền đang đang dùng sinh tố. Qua mà thi đấu bạn Huyền nha. Huyền tắm xong chơi các trò chơi rồi bây giờ uống nước giải khát đi rồi ta về nha. Rồi con chào các bạn. Bye bye. Các bạn có dịp đến xã Đồng Quan thăm thì rất là vui đấy nha.